tên 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 chị xem này. Sở thích cơ, sở thích cơ đúng không? Cho chị đi, cái này mẹ mua cho em đây. Mẹ mua cho em á? Vâng, chị xem nè, đây là vịt bông má hồng nha. Còn đây là ngôi nhà của vịt bông má hồng này. Ui, Bạn hay ấy thế. có rất là nhiều quần áo đẹp luôn. Trời ơi, còn có bộ gì đây? Còn có cả nơ cả bờm nữa này. Vâng, đây này, tất cả các căn phòng đều xịn sò như thật luôn á. Ui, đẹp Nhìn thế nhỉ. này, Thích thế. bạn ấy có cả bồn cầu để đi vệ sinh cơ mà. Rồi, còn có cả chậu tắm đúng không? Vâng. Trời ơi, đẹp thật đấy. Tại sao mẹ lại mua cho em không mua cho chị nhỉ? Em không biết được, mẹ mua cho mỗi em thôi. Không phải, tại vì mẹ bảo hai chị em mình chơi chung. Không, không, em không cho chị chơi. Nào, chị đợi em chơi chán đã rồi em cho chị. Sao lại vô lý như thế nhỉ? Mẹ mua cho hai chị em mình mà. Rồi em chơi đã, rồi chiều em chơi. Nào, không cho. Chị mà lấy của em là em khóc luôn. Trưa nay em sẽ không ăn cơm. Em giỏi lắm rồi nhá, tí mẹ mẹ ra chị sẽ mách mẹ. Kệ chứ. Ý, vịt bông má hồng ơi, em đi ngủ nha. Bực quá mà. À, mình sẽ đặt cho bạn ấy tên là bé Tèo đi. Bé Tèo, tên hợp với em đó. Thế, em không cho chị chơi cùng đúng không? Vâng. Đã thế á, chị tự làm. Chị tự làm sticker vịt bông má hồng luôn. Ê ơi, làm kiểu gì được? Chị sẽ đi mua hả? Chị làm gì có tiền, quyển này cũng đắt đắt đây. Không, chị tự làm được. Tự làm đâu, chị làm đi xem làm đẹp như thế nào. Em nhớ lấy nhá, nhớ lấy. Tí nữa chị làm sao mặt đẹp quá em đừng có động vào, chị sẽ lấy cái thước này chị gõ vào tay cho ấy. Không thèm. Lêu lêu lêu. Em rất thật là đáng ghét, không cho mình chơi sticker với bông má hồng thì mình tự làm. Mình sẽ tự làm một cuộn sticker vịt bông đi chơi picnic cùng với các bạn nữa. Yes. Và mình sẽ sử dụng cái lõi này để làm cuộn sticker. Rồi sau đó những dải giấy này thì mình sẽ vẽ sticker lên, sau đó cuộn vào cái này là thành một cuộn sticker luôn rồi. Vậy là mình đã vẽ xong vịt bông má hồng và một người bạn thôi. Bây giờ thì mình sẽ vẽ thêm một người bạn khác nữa nhá. Vậy là mình đã vẽ xong hình sticker này, cả hai dải luôn. Hình này thì mình vẽ vịt vàng và phương tiện, có cả vali nữa. Còn dải bên này là đồ ăn và đồ uống để đi picnic của bạn vịt vàng đấy. Đẹp ghê. Bây giờ thì mình sẽ viền lại. Một bạn đâu, vịt. Em xem của chị Lan nào. Ừ, em xem đi. Ê ơi, mới vẽ được như thế này thôi á. Thì bây giờ chị phải viền, sau đó tô màu nữa chứ thì mới đẹp được. Em nhìn thấy á, chắc là nó không được đẹp đâu chị ơi. Nhìn em như này nhá. Bạn là bạn Tèo này á, có thể á thay được quần áo đây. Đâu, chơi như kiểu gì, em chơi cho chị xem nào. Chị nhìn đây này, ví dụ bạn vịt này nhá, em thay cái bộ màu hồng cho xem này, đó. Wow. Đẹp chưa? Đây là bộ như kiểu pony à đúng không? Đúng rồi, bộ này là kỳ lân một sừng đó. Sau đó là em sẽ thay cái bộ này cho bạn ấy nè. Rồi, chị thấy đẹp chưa? Ừ, bộ em này hợp đấy. Không thích bộ này, em sẽ thay bộ màu vàng này đó. Bộ nào cũng đẹp mà, bộ này nhìn ấy quá. Nhìn giống cái màu phần trên má với mặt quá. À chị Tre à, thế thì em sẽ thay bộ ốp la cho bạn ấy nha. Bộ trứng ốp la xong rồi thay cả cái bờm nữa đi. Vâng, đây bạn ấy thay được cái bờm này, bờm này là bờm. Oh my god. Đây, đây là bờm bên này này. Chị thấy chưa? Được rồi. Bạn này em sẽ lấy cái bờm màu hồng nha. Đó, bờm này xinh hơn nè. Đây, xinh chưa? Đấy rồi. Bây giờ bạn ấy sẽ đi gấp cái tủ quần áo vào. Gấp vào. Đó, bên này chị có biết là cái gì không? Là cái gì? À đúng rồi, bên này khu vực ăn đúng không? Uống. Đây là đồ ăn của bạn vịt này, sẽ chảy xuống cái bát này nha. Đó. Wow. Sô-cô-la nè. Đây. Hay vậy. Em hồng nhưng mà em chán rồi. Em nay em cho bạn ấy ăn rồi. Bây giờ em sẽ cho bạn ấy chơi cái khác. Đây. À. Đây là cái khu vực mà bạn ấy đi vệ sinh. Ví dụ đây là bồn cầu nha, bạn ấy có thể ngồi vào đây để đi vệ sinh nè. À đúng rồi. Nhưng bây giờ bạn ấy không muốn đi vệ sinh, bạn ấy muốn đi tắm. Đi tắm thì bạn ấy sẽ thay cái áo ra và ngồi vào bồn tắm. Thì có xà phòng không em? Có chứ, chị không thấy đây sao? À, cả dầu gội nữa kìa. Nhưng mà bạn ấy sẽ ngồi ở đây để hưởng thụ đã, tí bạn ấy mới tắm nè. Xịn chưa, xịn chưa? Ồ, nhìn thì cũng cũng hay đấy. Nhưng tất mà nhiên. Chị nghĩ là chỉ chơi được 2-3 lần là chán rồi. Sao mà 2-3 lần được, em sẽ chơi mãi luôn. Nhưng mà chị á, chắc là hay lắm hả? Tất nhiên là hay hơn cái của em rồi. Em đâu cứ bước lên mà chơi.
Tất nhiên em sẽ giữ lấy mà chơi nha, chị đừng có mà tranh của em đấy. Chị không thèm. Em sẽ cho bạn ấy đi tắm. Đồ ăn nha. Em ơi, em hãy nhìn đi đây này. Dạ, em nhìn đi, em ăn. À, chị viền xong rồi đấy à? Đúng rồi. Nhưng mà em thấy chưa có màu, nó chưa đẹp đâu. Thì bây giờ chị tô màu. Tô màu là đi. Đẹp ngay em à. Này, hay là để em hộ tô cho nhá. Ghê. Tí nữa cho em chơi với. Phải tô cẩn thận nhá, tô xấu là chị đánh đòn đấy. À, trời ơi, em sẽ tô đẹp lung linh cho chị, nhưng mà không thể nào mà đẹp bằng bạn Tèo của em được. Trời ơi, bé Tèo của em là đẹp đâu. Nhất. Để xem. Được, để em hộ cho. Đầu tiên chị sẽ tô màu cho bạn vịt bông má hồng trước. Bạn này có hai cái má rất là xinh xắn phải không nào? Nhìn nó chị chỉ muốn véo 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 cho bạn ấy vài cái thôi. Ngoài ra bạn ấy còn đeo một cái băng đô màu xanh da trời, tông sệt tông với chiếc yếm bạn ấy đang mặc luôn nha. Ok, vậy là chị vừa tô màu xong cho bạn vịt bông má hồng rồi. Bây giờ thì chị sẽ tô màu cho bạn tiếp theo. Bạn này thì có đội một chiếc mũ len có hình con cua đấy. Và bạn ấy có mặc một chiếc áo len màu đỏ, quần jean màu xanh. Và hai má hồng hồng nhìn rất là cute. Rồi, thêm một chiếc túi đeo chéo thật là ngầu nữa. Trong chuyến picnic lần này còn có sự góp mặt của một bạn vịt khác nè. Bạn này có một chiếc xe đạp nha, siêu ngầu luôn. Đó, rồi bây giờ thì chị sẽ tô màu cho chiếc vali nha. Với chiếc vali này chắc là các bạn ấy dùng để đựng quần áo này, trang phục nè, phụ kiện nè, đồ cần thiết khi đi du lịch đấy. Và một thứ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi dã ngoại đó là một chiếc máy ảnh dùng để lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè phải không nào? Trong chuyến dã ngoại lần này, bạn vịt bông còn rất chu đáo khi đã chuẩn bị đồ ăn, đồ uống và cả hoa quả trái cây cho các bạn khác nữa đấy. Đây là bánh donut này và một quả bơ nữa. Còn đây là kẹo mút nhiều màu và cherry. Ngoài ra các bạn ấy còn không quên chuẩn bị thêm cả sữa và đồ uống nữa. Vậy là mình đã tô xong màu rồi này. Bây giờ chỉ cần dán băng dính trong lên nữa là sticker cuộn của mình đã hoàn thành rồi đó. Chị ơi, tô xong cũng đẹp quá này. Tất nhiên rồi. Thế bây giờ em đã thấy đẹp hơn cái vịt vàng nhồi bông của em chưa? Chưa, tại vì cái này nó rất là dài, nó xấu. Nó xấu là xấu. Cái quyển sổ sticker của em. Thì đây, em không thấy đấy hả? Bây giờ thì mình có thể cuộn vào đây đây. À, thế đấy. Để em hộ chị cuộn nha. Đó. Đây, để em cuộn cho. Công nhận á chị, em chưa bao giờ thấy người ta bán sticker vịt bông má hồng luôn. Em sẽ cuộn hết vào luôn. Wow, nhìn này, từng hình bạn vịt bị cuốn vào đây luôn. Yeah, thế là chị đã có một cuộn sticker vịt bông má hồng rồi đấy. Bây giờ em thử kéo nha chị nha. Ok em. Vâng, đây chị nhìn này, đẹp chưa đẹp chưa. Wow, vịt con đi xe đạp nè, vali này, một chiếc máy ảnh này, ô tô. Xong rồi, ô tô này, xì cả khói này. Ô chị ơi, có cốc trà sữa. Đúng rồi, đây là đồ ăn và đồ uống của các bạn ấy đi picnic đây. Vâng ạ. Có cả bánh donut này. Em thích quá chị ơi.
ơi, chị ơi, em thấy á, cuộn sticker của chị đẹp quá, chị cho em chơi với chị nhá. Này nhá, lại bắt đầu lật mặt đúng không? Lúc nãy ai bảo như thế nào? Thì hồi nãy á, em có nhưng mà em không cho chị chơi, rồi chị cho em chơi với. Nhanh thế nhờ. Hôm nay bảo ai làm không đẹp này, em làm không biết là chị làm đẹp như thế, chị cho em chơi với nhá. Đúng rồi, nhưng mà em phải lấy cái kia cho chị xem chơi nữa cơ. Vâng, thì hai chị em mình chơi chung chị nhờ. Được. Ok, thì chị ra đây em cho chị chơi cuốn sổ sticker của em. Được rồi, đi.